con em 2 tháng rồi, bây giờ luyện ngủ xuyên đêm được không chị? Em thấy con nó sẵn sàng chưa? Thấy tối ngủ cũng giống như là giãn cái cử đêm ra dần dần rồi chị. Ban ngày thì vẫn bú đều nhưng mà ban đêm thì cũng có vẻ giãn giãn ra một xíu. Giãn giãn ra nhưng mà vẫn ti đúng không? Dạ đúng rồi. Thực ra thì nếu mà em bé mà có thể được xuyên đêm á, là khi mà hệ thần kinh của con nó hoàn thiện thì nó sẽ nằm một cái mốc là 2 cho đến 3 tuổi trở lên á, thì lúc đấy là đa phần các bé sẽ ngủ xuyên đêm. Còn nếu như mà trong cái tầm mà 2-3 tháng mà em muốn luyện ngủ xuyên đêm thì em hãy xem xét con xem là con đã sẵn sàng hay chưa. Thì thực ra có những bé thì trên 1 tháng thôi là đã có thể ngủ xuyên đêm rồi. Nhưng mà có những bé tới 1 tuổi 18 tháng vẫn có còn ngủ đêm, vẫn chưa có thể ngủ được xuyên đêm. Và có thể á, là lúc này bạn ấy ngủ được xuyên đêm nhưng mà đôi khi á, một cái thời gian sau bạn ấy lại bắt đầu là ngủ đêm trở lại. Cho nên là theo chị thì mình hãy quan sát con xem con có thực sự sẵn sàng hay không thì mình lắng nuôi con đi ha. Nếu như mà con chưa sẵn sàng á thì em có thể là chờ thêm một cái thời gian nữa, có thể là vài tuần hay là 3-4 tuần nữa và chờ thêm. Nếu như lúc đấy mà con thực sự sẵn sàng, em thử là không có cho bú cữ để xem phản ứng của bạn ấy như thế nào, thì lúc đó em có thể tiến dần tới cái việc là cắt cữ đêm và cho bú xuyên đêm ha. Chủ yếu mình cũng nên theo con đúng không ạ? Dạ.